Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, gọi tắt là CDC Hà Nội và các đơn vị liên quan, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội, Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng phòng tài chính kế toán thuộc CDC Hà Nội, Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vật tư Khoa học và Thương mại Việt Nam, MST, Nguyễn Trần Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành, Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Khoa học Vitech, Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị Y tế Phương Đông, Lê Xuân Tuấn, nhân viên Phòng Tài chính Kế toán CDC Hà Nội. Các bị can nêu trên có liên quan đến việc mua sắm máy xét nghiệm giai đoạn 1 của CDC Hà Nội và các bệnh viện thành phố. Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vào ngày 17 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung cho biết Bộ Công an đã làm việc với một số cán bộ của CDC Hà Nội trong giai đoạn mua sắm máy xét nghiệm. Ông Chung cũng cho biết việc này liên quan đến một số tỉnh thành khác, nhưng quan điểm của Hà Nội trong trường hợp này là vi phạm phải được điều tra và xử lý nghiêm, không nâng nhẹ bất cứ trường hợp nào. Bởi theo ông Nguyễn Đức Chung, trong đối phó với dịch bệnh mà lại có hành vi như vậy thì là những tình tiết tăng nặng. Trong giai đoạn chống dịch COVID-19 vừa qua, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống máy móc xét nghiệm real-time PCR để phục vụ cho nhu cầu xét nghiệm gia tăng. Tuy nhiên, mức giá CDC Hà Nội mua được phản ánh cao hơn rất nhiều so với giá thị trường. Cụ thể, giá hệ thống real-time PCR mua khoảng 7 tỷ đồng, trong khi một số nhà cung cấp thiết bị cho biết loại này khoảng giá chỉ 4 tỷ đồng. Mức giá này đã bao gồm lợi nhuận của nhà cung cấp và chi phí bảo hành, bảo trì. Được biết, ngoài Hà Nội, một số địa phương khác cũng đã mua thiết bị tương tự với mức giá trên dưới 7 tỷ đồng, thậm chí cao gấp 3-4 lần so với giá thị trường.